Xin chào các bạn. Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh YouTube Bùi Duy Phương. Trong video hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về mức tiền thưởng cho các danh hiệu thi đua và khen thưởng trong năm học 2023-2024 theo luật thi đua, khen thưởng năm 2022 với hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2024. Trong năm học 2023-2024, chúng ta sẽ chứng kiến một thay đổi đáng chú ý về mức tiền thưởng cho các danh hiệu thi đua và khen thưởng. Với việc mức lương cơ sở tăng lên 1,8 triệu đồng mỗi tháng, mức tiền thưởng sẽ được điều chỉnh tương ứng, đem lại một động thái đáng mừng cho các giáo viên và cán bộ trong lĩnh vực giáo dục. Theo quy định hiện tại, mức tiền thưởng cho cả tập thể và cá nhân được tính dựa trên mức lương cơ sở, với công thức đơn giản là mức thưởng bằng hệ số nhân với mức lương cơ sở. Điều này giúp tạo ra một cơ cấu thưởng có tính công bằng và hợp lý, đồng thời thúc đẩy tinh thần làm việc và đóng góp trong ngành giáo dục. Nếu xét đến danh hiệu thi đua cá nhân, dựa trên mức lương cơ sở 1 triệu 800.000 đồng, các mức tiền thưởng sẽ được quy định như sau. Chiến sĩ thi đua toàn quốc, 8 triệu 100.000 đồng, mức hưởng bằng 4,5 nhân 1 triệu 800.000 đồng. Chiến sĩ thi đua cấp bộ, bang, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương, 5 triệu 400.000 đồng, mức hưởng bằng 3,0 nhân 1 triệu 800.000 đồng. Chiến sĩ thi đua cơ sở, 1 triệu 800.000 đồng mức hưởng 1,0 nhân 1 triệu 800 nghìn đồng. Lao động tiên tiến, chiến sĩ tiên tiến, 540 nghìn đồng, mức hưởng bằng 0,3 nhân 1 triệu 800 nghìn đồng. Với danh hiệu thi đua tập thể, mức tiền thưởng cũng được tính dựa trên mức lương cơ sở 1 triệu 800 nghìn đồng. Tập thể lao động xuất sắc, 2 triệu 700 nghìn đồng, mức hưởng bằng 1,5 nhân 1 triệu 800 nghìn đồng. Tập thể lao động tiên tiến, 1 triệu 440 nghìn đồng, mức hưởng bằng 0,8 nhân 1 triệu 800 nghìn đồng. Cờ thi đua của chính phủ 21 triệu 600 nghìn đồng, mức hưởng bằng 12 nhân 1 triệu 800 nghìn đồng. Cờ thi đua cấp bộ, ban, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương 14 triệu 400 nghìn đồng, mức hưởng bằng 8 nhân 1 triệu 800 nghìn đồng. Mức tiền thưởng cho các huân chương cá nhân cũng sẽ thay đổi dựa trên mức lương cơ sở 1 triệu 800 nghìn đồng. Huân chương lao động hạng nhất 16 triệu 200 nghìn đồng mức hưởng bằng 9,0 nhân 1 triệu 800 ngh0.000 đồng. Huân chương lao động hạng nhì, 13 triệu 500 000 đồng, mức hưởng bằng 7,5 nhân 1 triệu 800 000 đồng. Huân chương lao động hạng 3, 8 triệu 100 000 đồng, mức hưởng bằng 4,5 nhân 1 triệu 800 000 đồng. Các tập thể cũng sẽ nhận mức tiền thưởng mới dựa trên mức lương cơ sở 1 triệu 800 000 đồng. Huân chương lao động hạng nhất, 32 triệu 400 000 đồng, mức hưởng bằng 18,0 x 1 triệu 800 nghìn đồng. Huân chương lao động hạng nhì, 27 triệu đồng, mức hưởng bằng 15 x 1 triệu 800 nghìn đồng. Huân chương lao động hạng ba, 16 triệu 200 nghìn đồng, mức hưởng bằng 9,0 x 1 triệu 800 nghìn đồng. Các nhà giáo ưu tú và nhà giáo nhân dân cũng sẽ nhận mức tiền thưởng theo mức lương cơ sở 1 triệu 800 nghìn đồng. Nhà giáo nhân dân, 22 triệu 500 nghìn đồng, mức hưởng bằng 12,5 nhân 1 triệu 800 nghìn đồng. Nhà giáo ưu tú, 16 triệu 200 nghìn đồng, mức hưởng bằng 9,0 nhân 1 triệu 800 nghìn đồng. Cuối cùng, các bằng khen và giấy khen cũng sẽ có mức tiền thưởng mới dựa trên mức lương cơ sở 1 triệu 800 nghìn đồng. Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, 6 triệu 300 nghìn đồng, mức hưởng bằng 3,5 nhân 1 triệu 800 nghìn đồng. Bằng khen cấp bộ, bang, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương, 1 triệu 800.000 đồng, mức hưởng bằng 1,0 nhân 1 triệu 800.000 đồng. Giấy khen của Ủy ban Nhân dân cấp huyện, 540.000 đồng, mức hưởng bằng 0,3 nhân 1 triệu 800.000 đồng. Giấy khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp xã, 270.000 đồng, mức hưởng bằng 0,15 nhân 1 triệu 800.000 đồng. Với sự điều chỉnh về mức tiền thưởng theo mức lương cơ sở 1 triệu 800.000 đồng, Năm học 2023-2024 hứa hẹn sẽ đem lại nhiều cơ hội thúc đẩy tinh thần làm việc và đóng góp trong lĩnh vực giáo dục. Các giáo viên và cán bộ có thể hy vọng vào một tương lai tốt đẹp hơn, cùng với sự phấn đấu không ngừng nghỉ để xây dựng môi trường giáo dục ngày càng phát triển và nâng cao chất lượng. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Đừng quên nhấn like, share và subscribe để không bỏ lỡ những video thú vị tiếp theo nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.